Xin chào các bạn, và các bạn đã quay trở lại với kênh Top 5 của mình. Ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn thêm một siêu phẩm nữa của mẫu xe tay ga sang chảnh sang trọng Honda SH. Và video này thì mình tiếp tục quay tại lý Honda Hồng Đức 6 với địa chỉ là 10-10E, Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ở video hôm nay thì mình sẽ điểm qua lại một chút những thông tin mới nhất của mẫu xe Honda SH phiên bản mới năm 2020 để những bạn nào mà chưa theo dõi video trước đây của mình có thể tham khảo thêm. Và cập nhật giá bán mới nhất của mẫu xe Honda SH năm 2019 với rất nhiều các phiên bản này và màu sắc hấp dẫn của năm 2019, các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Và mình cập nhật giá bán tại hai đại lý thuộc hai khu vực. Thứ nhất là ở miền Nam, mình cập nhật tại lý Honda Hồng Đức 6 ở Cần Thơ. Còn miền Bắc thì mình cập nhật tại lý Honda Hòa An 1 ở thành phố Lai Châu để gửi đến các bạn cùng tham khảo cái giá bán mới nhất nhé thông qua video của mình. Hiện tại thì như các bạn cũng đã biết rồi, giá bán của dòng xe Honda SH ấy với rất nhiều các màu sắc và phiên bản khác nhau thì giá bán có cao hơn so với giá bán đề xuất của hãng khá là nhiều. Tuy nhiên vẫn được khách hàng Việt quan tâm này và hỏi mua. Đặc biệt là rất nhiều bạn đang tò mò về phiên bản hoàn toàn mới của SH năm 2020. Tuy nhiên thì ở video này mình vẫn sẽ đi vào nội dung chính là cái giới thiệu đến các bạn cũng như quay cận cảnh đến các bạn cái mẫu xe Honda SH 150i được thay đổi về diện mạo này cũng như lột xác hoàn toàn thành chiếc xe SH 300i như trên mình các bạn đang theo dõi trên hình ở đây. Các bạn cùng theo dõi nhé, mình sẽ giới thiệu lần lượt cũng như cập nhật giá bán mới nhất. Nếu như bạn nào đang quyết định mua cái màu sắc này thì các bạn có thể liên hệ theo cái số điện thoại là 0799 595 919 nhé để gặp bạn Sang của Honda Hồng Đức 6 để các bạn có thể tư vấn cụ thể hơn, chi tiết hơn để các bạn có thể tham khảo được rõ hơn. Hoặc các bạn có thể thông qua trang Facebook của Honda Hồng Đức 6 Nguyễn Trãi cũng được tư vấn cụ thể cũng như kèm theo cái giá bán. Một sự lột xác hoàn toàn ở phần đầu xe các bạn có thể theo dõi ở đây. Với dàn nhựa cũng như các chi tiết được thay đổi hoàn toàn, mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho chiếc xe Honda SH 150i. Tuy nhiên ở phần logo ở bên hông xe thì các bạn vẫn để ý vẫn là những cái logo là 150i được mạ chrome rất là sáng bóng. Hiện tại thì theo như mình tham khảo được thì toàn bộ cái dàn áo của SH 300i được dựng lên trên chiếc xe 150i này có giá vào khoảng là 16.500.000 đồng. 16.500.000 đồng thôi các bạn nhé. Được thay đổi hoàn toàn, nâng lên một cái diện mạo hoàn toàn mới. Còn hiện tại thì theo như cập nhật mới nhất của mình thì giá xe SH 2019 tại Honda Hồng Đức 6 cũng đã tăng lên khá là cao trong cuối tháng 9 và đầu tháng 10 này. Cụ thể như sau này, với SH 125i phanh CPS thì có giá bán là 79.390.000. SH 125i phanh APS thì có giá bán hiện tại là 88.690.000. SH 150i phanh CPS thì có giá bán hiện tại là 98.390.000 và SH 150i phanh APS thì có giá bán hiện tại là 109.390.000, một giá bán khá là cao đấy. Còn với những phiên bản màu đen mờ của phanh CPS của phiên bản 150i thì có giá bán là 100.990.000. Còn SH 150i phanh APS màu đen mờ 2019 mới thì có giá bán cao nhất là 112.990.000. Các bạn cùng lắng nghe nhé và theo dõi thông qua video của mình để biết được cái giá bán mới nhất của mẫu xe Honda SH này. Với những tay nắm được thiết kế lại hoàn toàn, mang lại một phong cách hoàn toàn mới. Với cái giá tiền mà các bạn bỏ ra khoảng 16.500.000 thì các bạn có một mẫu xe Honda SH 300i được thay đổi lên, dựng lên trên phiên bản 150i hoàn toàn mới, mang lại một cảm giác nhìn rất là mới mẻ, toàn diện hơn cho cái mẫu xe này. Và hiện tại như mình cũng đã giới thiệu đến các bạn rồi thì các bạn có thể dựng lên với rất nhiều các màu sắc khác nhau, không chỉ riêng màu đỏ ấy đâu mà các bạn có thể dựng lên trên các phiên bản màu xanh này, màu đen này, đặc biệt là phiên bản màu đen nhám ấy thì làm chiếc xe trở nên mạnh mẽ hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn có thể theo dõi ở đây, những đường chỉ ở yên xe cũng khá là mới mẻ, đẹp mắt này. Đặc biệt là cái logo SH 150i được làm sáng bóng, 150i các bạn nhá, vẫn là logo SH đó. Chủ yếu là chỉ thay đổi ở phần dàn đầu thôi là chính để tạo ra một cái diện mạo hoàn toàn mới thôi. Còn về các cái thông số, các cái mọi thứ trên chiếc xe này, kể cả động cơ, không có gì thay đổi cả. Vẫn dựng lên từ phiên bản là Honda SH 150i trang bị phanh chống bó cứng APS. Đây là một cái thay đổi khá là mới đấy. Vì hiện nay cũng có khá nhiều các video trước đây, rất nhiều các bạn đã làm về cái chiếc xe này rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mình có quay lại để gửi đến các bạn cùng tham khảo thông qua video của mình. Và mình cũng xin phép được cập nhật thêm nhé. Còn đối với cái dòng xe SH 2019 ấy, tại khu vực phía Bắc và mình cập nhật mới nhất tại đại lý Honda Hòa An 1 ở thành phố Lai Châu ấy, thì giá xe SH của miền Bắc chúng ta là tốt hơn rất là nhiều và có giá tương đối là tốt đấy. Mình sẽ cập nhật như sau này. Đối với SH 125i năm 2019 ấy, có 4 màu thì các bạn có thể tham khảo này. Với các màu sắc như màu đen,
bạc đen, đỏ đen và trắng bạc đen ấy, đối với SH125i phanh CVS có giá bán hiện tại dao động trong khoảng từ 78 đến 78 triệu 500. SH125i phanh APS có giá bán hiện tại dao động khoảng từ 84 đến 85 triệu 500, đó là giá bán tức là thấp hơn khá là nhiều so với khu vực miền Nam. Còn đối với SH150i năm 2019 bao gồm 5 màu sắc nhé, thuộc hai phiên bản là CPS và APS ấy, bao gồm các màu sắc như đen, bạc đen, đỏ đen, trắng bạc đen và màu đen mờ mới. Thì giá bán hiện tại của SH150i phanh CPS ấy, có giá bán hiện tại dao động trong khoảng từ 91 đến 92 triệu mà thôi. Còn SH150i phanh CPS màu đen mờ mới có giá bán khoảng 93 triệu. Còn SH150i phanh APS có giá bán khoảng là từ dao động trong khoảng từ 101 đến 102 triệu. Còn màu đen mờ năm 2019 thì có giá bán cao nhất là 103 triệu. Tức là thấp hơn so với khu vực miền Nam khoảng tới 8 đến 9 triệu đồng các bạn nhé. 8 đến 9 triệu đồng cơ. Đấy, mình các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây nhé. Mình vừa cập nhật giá bán này cũng như quay lại để có thể các bạn có thể tham khảo về cái mẫu xe SH300i được dựng lên trên cái phiên bản của SH150i phanh APS. Với những cái thông số mặt đồng hồ thì vẫn tương tự như vậy, không có gì thay đổi cả các bạn nhé. Chỉ có thay đổi phần diện mạo phía trước là chính thôi. Với dàn áo được lên lên này, mang đến những cái trải nghiệm hoàn toàn mới. Đây, kể cả những cái phần như cái này các bạn có thể theo dõi ở đây. Đấy, cổng sạc các bạn nhé, cổng sạc 12V. Thì các bạn có thể trang bị cho mình. Đặc biệt là các bạn nào mà hay sử dụng các cái thiết bị di động thông minh ấy và cần sạc thì chiếc xe này có thể đảm bảo cho các bạn rất là tốt. Rất nhiều các cái nút chức năng như passing, sinh vượt đều có các bạn nhé. Khá là đẹp đấy, mình đánh giá khá là cao, mang đến một diện mạo hoàn toàn mới. Đặc biệt những bạn nào mà đi cái mẫu xe SH cũ rồi thì các bạn muốn lên đời thì có thể lên được hoàn toàn. Đấy, mặt đồng hồ cải thiện rất là lớn. Một chút nữa thôi thì mình sẽ gửi đến các bạn những cái thông tin mới nhất cũng như là nhắc lại một số cái thông tin của mẫu xe SH phiên bản mới năm 2020 mà hiện nay nhiều bạn có hỏi mình ấy, và hỏi mình khá là nhiều. Đặc biệt những bạn nào đang tò mò về để xem là cái mẫu xe mới ra có đẹp không. Đẹp không hay không ấy thì mình cũng không dám khẳng định, tại vì theo ánh mắt của từng người. Với bản thân mình thì mỗi mẫu xe đều có cho mình những cái diện mạo khác nhau, mới mẻ khác nhau. Tuy nhiên thì với bản thân mình thì mình vẫn đánh giá cái bản phiên bản mới này có phần nhỉnh hơn một chút thôi. Không quá nhiều nhưng mà mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, thay đổi hoàn toàn mới nhé các bạn nhé. Thì mình có thể điểm qua thêm một số những cái thông tin nữa này để các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình về mẫu xe phiên bản mới SH năm 2020. Vẫn cơ bản với những chia sẻ về các video lần trước mình đã cập nhật rồi. Tuy nhiên theo mình cập nhật mới nhất thì trong tháng 9 này, mẫu xe SH phiên bản mới năm 2020 đã được cho chạy thử khá là nhiều. Gần như là tuần nào cũng được cho chạy thử, chính vì vậy sẽ có khả năng là phiên bản mới sẽ ra mắt sớm thôi. Và theo cập nhật thêm của mình là cái cấu trúc nhá, khung sườn của xe cũng như động cơ của SH năm 2020 này sẽ có sự thay đổi một chút để có thể đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng Việt chúng ta trên so với phiên bản tiền nhiệm năm 2019. Với các bạn nào chưa theo dõi video trước đây của mình thì mình xin phép được nhắc lại một số thay đổi trên phần diện mạo này cũng như về cấu trúc của xe trong năm 2020 là như sau. Phần đầu xe thì vẫn khoác lên mình một cái phần đầu xe có thể nói là thay đổi toàn bộ so với năm 2019 và có cái gì đó giống so với cái phiên bản SH300i các bạn đang theo dõi ở đây. Cái diện mạo như thế thôi thì mình có thể điểm qua lại này. Với phần đầu xe thì đèn pha được di chuyển xuống dưới nhé, hơi giống như mẫu xe SH300i, hơi giống thôi. Tại vì mẫu xe SH300i thì cái phần đầu đèn phía đèn pha phía trước ấy vẫn ở phía trên. Tuy nhiên thì ở phiên bản mới năm 2020 này của SH150i thì được di chuyển hoàn toàn phía dưới. Thay vào đó là phần đèn pha phía trên sẽ là một giải đờ mi các bạn nhé. Một giải đờ mi hình nằm ngang này, tạo ra cái điểm nhấn nhất định cho mẫu xe. Còn đèn pha di chuyển xuống dưới rồi. Đèn xi nhan thì thay về đang nằm ở phía dưới, giống như các cái mẫu xe trước của năm 2019 ấy, thì được nhấc lên trên phía trên, ở hai bên phía trên nhé. Giống như mẫu xe SH300i các bạn đang theo dõi đây này. Nhấc lên phía trên rồi, tạo ra cái sự mới mẻ hơn. Ngoài ra thì phần mặt đồng hồ thì mình có thể điểm lại này. Và mặt đồng hồ thì được trang bị full LCD hoàn toàn. Lúc các bạn đã theo dõi rồi, cái mặt đồng hồ của chiếc xe SH150i này thì mặt đồng hồ vẫn giữ nguyên như vậy. Tuy nhiên thì sẽ là full LCD hoàn toàn, vẫn có trang bị những mảng chrome. Phần đèn hậu và đuôi xe cũng sẽ có một chút gì đó thay đổi trong phiên bản năm 2020. Không giống như thế này nữa nhé các bạn nhé, không giống như thế này, sẽ có sự thay đổi một chút. Sẽ ngầu hơn và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cái điều quan trọng nhất ở đây chính là cái phần bình xăng sẽ được đưa về phía trước
Thay vào đó là hai bên hông xe này sẽ được bò gọn lại, tạo cảm giác mạnh mẽ hơn, góc cạnh hơn khá là nhiều. Chính vì thế mà phần cốp xe sẽ được làm rộng hơn. Thêm vào nữa thì là phần Oppo xe này cũng như phần tay dắt phía sau cũng sẽ có sự thay đổi các bạn nhé. Oppo xe và tay dắt phía sau cũng có sự thay đổi trong phiên bản mới năm 2020. Hiện tại thì mẫu xe này đã chạy thử khá là nhiều, như mình đã nói rồi, trong tháng 9 này chạy thử khá là nhiều rồi, thì sẽ sớm ra mắt thôi. Sau 3 lần chạy thử của Honda ra thị trường thì chạy thử ở đây là chạy thử chính thức của họ ấy, là chạy thử nghiêm túc, đàng hoàng để kiểm định xe có đạt chất lượng hay không ấy. Còn hàng ngày thì sau mỗi quá trình sản xuất từng chiếc xe một thì mỗi chiếc xe SH đều được cho chạy thử một chút để có thể đảm bảo được khả năng vận hành cũng như là giao thông trên đường của chúng ta. Các bác cũng có thể theo dõi rồi, mình có thể điểm qua lại. Đây, cái đèn xi nhan của phiên bản năm 2020 thì khá giống với chiếc xe SH300i này, được nâng lên phía trên thay vì nằm ở phía dưới giống như cái chiếc xe màu đen các bạn đang theo dõi bên này nhé. Thay vì nằm cái đèn xi nhan phía dưới đây thì đã được nâng lên phía trên rồi, tạo ra một cái nhìn khác hơn. Và đèn pha sẽ nằm ở chính giữa trung tâm này, cái phần mạ chrome ở phía chiếc xe SH300i này. Còn bên trên cái phần đầu đèn này sẽ là thay đổi hoàn toàn, là một dàn giải đề mi chứ không còn là đèn pha giống như các mẫu xe SH150 hay 125 hay là 300i ở đây. Thay đổi hoàn toàn mới ở phần đầu xe. Lốp đĩa các thứ chắc chắn sẽ có sự thay đổi các bạn nhé. Lốp xe cũng chắc chắn có sự thay đổi để tạo ra một cái diện mạo hoàn toàn mới hơn. Đó là một số những cái thông tin mà mình có nhắc lại để các bạn ấy, cũng như là trao đổi để các bạn một số thông tin để các bạn bớt đi sự tò mò thôi. Còn với những cái gì mà mình đã cập nhật được và mình đã chắc chắn để gửi đến các bạn rồi thì các bạn hoàn toàn tin tưởng một mẫu xe SH150 năm 2020 hoàn toàn mới sẽ được gửi đến người tiêu dùng Việt. Còn đẹp hay không hay như thế nào đó thì tùy theo cái ánh mắt của từng người, mình không dám khẳng định, bởi mình chỉ dám khẳng định duy nhất là mẫu xe Airblade 150 APS 2020 là một sự lột xác hoàn toàn và sẽ tạo ra một sự ngầu hơn, thiết kế mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Còn SH này, tại vì cái phiên bản hiện tại năm 2019 này cũng đã khá là đẹp rồi nên là muốn lên một chút nữa thôi thì cũng tốt thôi. Mỗi cái đều có một cái diện mạo khác nhau mà, mỗi mẫu xe đều có cho mình những cái điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. 2020 cũng khá là đẹp mà 2019 cũng đã rất là đẹp rồi. Chính vì vậy thì mình không thể đưa ra cái đánh giá chủ quan của cá nhân mình được. Mình sẽ để cho các bạn chờ đợi cùng hóng xem cái mẫu xe SH năm 2020 sẽ như thế nào các bạn nhé. Còn về mọi thứ trang bị tiện ích thì cơ bản vẫn sẽ giữ nguyên, chỉ thay đổi về phần diện mạo mà thôi. Động cơ cũng sẽ được tinh chỉnh lại so với phiên bản năm 2019. Trên đây thì mình cũng đã giới thiệu đến các bạn cái mẫu xe lột xác hoàn toàn trên phiên bản SH150i, lên một sự lột xác hoàn toàn này, một diện mạo hoàn toàn, một dàn áo mới hoàn toàn trên phiên bản của SH300i các bạn nhé. Các bạn theo dõi trên mình ở đây. Và giá của cái phiên bản này là 16.500.000 để các bạn có thể thêm vào so với giá bán zin của xe, nên các bạn có thể tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Và các bạn khi các bạn đã ấn đăng ký rồi thì các bạn nhớ ấn chuông nhé để theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.